đó là kinh nguyện mà các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế sớm hôm mỗi ngày đều ban lên để tạ ơn Thiên Chúa, để ý thức sự hiện hữu của nhà dòng và để xin Ngài tiếp tục nâng đỡ chở che gia đình dòng thánh. Vâng, lời kinh này đã được cha Giuse Lê Quang Huy biên soạn lại cùng với những cung nhạc êm ái du dương. Trong tâm tình đó, tôi xin mời quý vị cùng hợp nguyện với quý thầy dòng Chúa Cứu Thế của Việt Nam để cùng ca khen Thiên Chúa và tạ ơn Ngài. Với bao thăng trầm giữa lòng cuộc sống, Chúa vẫn khai quang vẹn đệ cho gốc nho vươn mình.